gió luôn. Dạ hương quyền miền Tây xin chào ông bà cô chú anh chị bạn đến kênh nha. Cả nhà ơi, giờ này trời gió bắc ở nhà nên là lạnh lắm. Má Che mình không có đi săn bắt cho cả nhà xem được. Thì bữa nay á, má Che mình đi ra ngoài đây có cây cà na sau hè á. Má Che mình sẽ hái cà na rồi đem vô má Che mình ăn nha. Đây. Nè, nè hắn bé tớ rồi hắn. Hello. Kiệt ngồi sẵn luôn. Rồi đều có trái cà na đây à, khá là mát luôn nha cả nhà. Tiếng lửa. Bao mát luôn. Ui. Cái này mới rụng luôn nè. Nè, ông bà cô chú chị bạn. Ừ. Không, nó rụng ở dưới cái ruộng ngóc hết trơn luôn nè. Tại vì gió nó hỏi á. Thơm quá trời luôn. Mình ở dưới quê á thì mình lụm chắp cà na. Chắp. Anh Thắng. Được Thắng. Gỗ kìa. Mình lau lau với áo rồi nè, rồi mình ăn thôi. Ây da. Mà ông bà cô chú anh chị bạn cũng ăn trái cà na. Ơi cái gì vậy là chính mình nha. Lòng can đảm. Đây nè, chính mình chủ quá. Cho cả nhà coi. Đây là nguyên một chùm 3 trái cà na luôn. Cà na Mỹ. Cà na Mỹ. Cà na Mỹ nhưng mà tại sản xuất tại Việt Nam. Cà na của Hương Nguyệt. Của bà Năm mà. Phải không? Hay là của chị với chị Nguyệt? Thôi hẹn của chị rồi của chị. Nè. Quá trời luôn. Đây có không ta? Đây cũng có nữa nè. Nè Thắng. Ở đây dính đấy. Mấy trái trên cao á là mình phải lấy cây bình thọc mới tới. Nè, mới hái chút xíu mà được nhiêu rồi nè. Đây. Quá trời luôn thấy không? Cà na bự không à. Nè. Tạc găng, tạc găng. Wow. Ôi mấy trái người kia bự không để cho lấy cây đi học được. Đây đứa nào họ để ở đây. Không có được. Nó hái cà na bằng giờ luôn ghê chưa. Quá dữ. Ê mấy cháu ở đây bự bự không nè. Đây đây. Đó. Ăn nguyên chùm luôn đi chị Nguyệt. Nặng nặng. Nhà hai cà na. Dưới có chùm cà. Mấy cây trên đây nó máng cái đầu như hoài à. Con chùm nó hơi nhỏ. Nó quen nè cây. Có trái. Đè nè nè. Chúng ta bẻ cà na nhàn chứ mụn. Thường thường người ta cà na hái với cả nhà. Nó nằm ở dưới không à. Mà cái này của mình nó hơi cao. Ừ có trái dính luôn kìa. Phải không? Có bự quá trời luôn. Rồi giục ngoài luôn rồi. Ôi ôi. Ôi trên này nhóc da. Xong te lắm xong. Ôi trên này nè, đi chung quẩn nè. Đau quá. Hai đứa chèo. Ôi ôi trên đây quá gứt trái bự luôn. Quá trời trái luôn. Quá trời. Bự nhóc hết trơn luôn. Đây cái chín đi nè. À, trên đây nó gung quá. Ủa gió quá rồi. Cẩn thận nghe. Ê ê ê ê ê. Oh my god. Oh my god. Mấy đứa. Nè. Đây để đây. Rồi dục luôn rồi. Trời ơi, rớt cái bự rồi. Rớt xuống mưa ngủ. Cái này á mình bẻ nhiều nhiều. Xuống 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 xuống. Mình đang sống hơn hết á mình đem vô á cái mình bóp đường á. Hoặc là mình ngào đường mình ăn. Để nó bao lâu ăn cũng được. Bữa mình đi lễ hội bánh á. Mình mua một hộp cà na mà ba có chút xíu mà 35-40 nghìn vậy.
con cháy quá trời luôn. Đây chị Nguyệt ơi, tầm em thấy chị Nguyệt ơi. Đây chị Nguyệt ơi. Nặng không? Nặng á. Đây, chị đứng nhìn hả? Ok, chị nhìn đi. Hồi em chèn xuống cho chị đổ ra. Ok. Cho tôi làm công ăn việc làm nha. Ok. Cái này nè, chút xíu á mình sẽ đem vô á, rồi cái mình đập nó dẹp dẹp ra, cái mình để đường mắm nè, để thêm miếng ớt nữa, cắn luôn cái bào tê tê tái luôn hả? Tê tái tâm hồn. Cái đầu túi trời đúng cơ, nó chế bự bự không à? Hay gì chứ, cà na này nó còn có đít nữa cả nhà, là nó chưa có bự hết á. Đây đấy nè. Vô kẹt à, kẹt đưa lên như đẩy vô kẹt. Em quá trời luôn còn kìa. Đó thì bây giờ ông bà cô chú anh chị bạn bây giờ mấy chị em của mình á sẽ hái cà na, chút xíu mình sẽ đem vô chạy mấy chị em mình đập dập ra, mấy chị em mình để đường nước mắm kia vô ăn nha. Thì ông bà cô chú anh chị bạn đợi chút xíu nha. Đây ơi. Đó. Nè mấy chị em mình hái xong hồi hái thì cũng được một gỗ, thì bây giờ mấy chị em sẽ lấy cà na mấy chị mình đập nha. Đây em đập cho. Cái này này đập cái nó hơi ngon lắm á. Cái này nước rồi hơi. Cái này cà na này nước nhiều quá, đập quá nó ra nước. Nhân luôn. Nó là nước cái này nè, chung là cái gì? Một cái chất tạo chát của nó. Ừ. Nước chát tạo chát luôn. Trời ghê vậy. Mình sẽ lựa những trái cà na ngon nhất cho cái kẹt đập nha. Này hồi mà cắn một cái ha. Chảy nước miếng dứt nách. Nước miếng chảy gồng gồng gồng. Nào không? Nhưng buồn nha. Chắc chùi lắm ha. Còn một mớ này mình sẽ đem còn một mớ này á mình sẽ đem về á mình ngâm qua đêm, mình trộn như chặn nước sôi á, chặn nước sôi qua đêm đặng mình để mình ốp đường mình nhào. Trời ông đập không có 100 gram đừng lấy cưng ấy gì đó, nó ra nước này ra đỡ chát xíu luôn. Cưng đập thôi chăng cái dầu em nè. Nó không thà đập gì nó ớt nước hơn đẹp. Ăn cái ăn cái này là nó phải chịu nó chăng chứ nó đập mà. Cái gì vậy? Ăn thì ngon nhưng mà làm thì nó cực khổ. Đúng rồi. Xong mình đập xong rồi mình lau rửa sạch sẽ nha. Oh my god. Sao bột tổ chanh. Trời ơi. Ở nhìn vô chắc nó hơi dơ đúng không? Mạng nó ngon. Nè mà để vô tủ lạnh cỡ mấy tiếng nữa. Thôi cái này nó cái này nó hơi văng rồi. Không, cái này nó hơi văng quá cho nên là ốp cái này đi. Đi đập xong rồi quay tiếp. Cũng đập xong rồi nha, bây giờ mình sẽ làm nước mắm. Đây là ớt. Mình sẽ đâm ớt ra. Được rồi, văng á. Để đường vô đi. Cái đường vô đâm chung cho nó có màu mè đồ với người ta ha. Cây liều sữa xưa của mẹ mình. Để nhiều đường ớt cho nó thấm. Ăn cay tét cái nách luôn. Để ớt gì không ta? Nè. Để ớt luôn. Ớt nè. Không phải tôi lợi muối luôn. Muối mắm. Mắm được không ạ? Còn bỏ luôn. Đó. Mình sẽ để nước mắm vô. Mình canh làm sao mà cho nó kẹo kẹo hơn nha. Đó. Quậy lên mình cho chắc đường với chắc nước mắm nè. Ớt thì kia nó hòa chung với nhau. Ngon ghê. Ừ.
Nói chung là mặn mặn, ngọt ngọt là ngon. Cay cay nữa. Chết rồi. Cái này kêu cái muối. Rồi, xong bên. Giỡn cái rượu thôi. Đột là muối ăn hiểu cái gì. Mình quậy cho nó tan đường rồi bớt nữa nha. Mặn lòi le luôn. Với lại nước mắm nó hơi mặn á, mình phải quậy đường nó ra cho nó vừa ăn. Mình quậy chứ trời. Nó có thể quậy cho hả. Quậy công văn nữa. Con đêm thử rồi. Ngon thiệt ơi. Ngon. Đây. Sẽ nướng vô đây. Sẽ nướng vô đây nha. Ôi trời, cá thấy thèm rồi đó. Ăn miếng luôn. Mình chứ mình nãy giờ mình nãy mình đập á mà mình thèm. Chị miếng à, chị miếng à. Cộng lên. Cái này mà thấm vô ha. Cái này mà muốn ăn ngon á, để cho nó thấm vô. Để tủ lạnh nó ăn. Để 2-3 tiếng đồng hồ á. Này mình mớ thì nó còn hơi chát. Rồi, ăn thử kìa. Được chưa? Rồi. Đừng cháy đi chơi. Mời ông bà cô chú anh chị bạn ăn mình nha. Mời ông bà cô chú anh chị miếng canh ăn. Nó không, nó chát. Nó có chát nhiều. Nó hơi chua. Mà cay ngon. Nước mắt. Uống nguyên trái. Ăn nguyên trái đó. Cay cay. Chảy nước mũi luôn. Cho mấy anh thèm mày. Cầm đều đều cho các bạn. Rồi ngồi buồn mỏ luôn. Buồn quá. Buồn lắm. Nước 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 nước. Các bạn. Đứng đứng đứng. Cà nai tao nói thịt nó nhiều. Mềm. Mà nó chua. Nó không có chát luôn nè, không có chát luôn mà chua. Chát thì không có chát thiệt. Ừ, không có chua. Nhưng mà nó ngon. Đủ quá. Tính ra cái này á. Cái này á mình để 2-3 tiếng ha. Là nó ngon lắm luôn nè. Nó đều với nhau, nước nó ngấm thì chan lên. Chắc mình đập hết nó luôn, phải nghỉ ngào luôn á. Các bạn ăn nữa không? Các bạn ăn con trái này nhớ nổi rồi. Có chua để miếng đường nữa. Coi đẹp chứ à. Ăn kiểu này nó ngon thiệt quá. Dạ. Cay. Quá có nhiều ớt à. Cay hả? Kẹt mới ăn ớt dở. Nhà làm có 2 trái à. Thì sao cho đi hơi nhiều. Tiêu rồi đó. Tiêu rồi đó. Ăn nguyên trái bổ miệng ăn mới đã. Ớt con lọc. Ngon thịt. Phân quá. Đủ quá. Mọi bà cô chú anh chị miếng ngày nay nha. Ngon. Thơm, nó chua.
chua ngọt ngọt, nó không có mặn lắm, nó không có chát cả nhà, nhưng mà nó chỉ có cái là nó chua, nó cay thôi, ngon lắm. Cái này mình làm á, mình để vô hộp á, mình để ăn từ từ cũng được nữa, càng để lâu nó càng thấm nó càng ngon nha. Ngon quá. Chắc mình rảnh sau khi kết thúc video chắc mình làm một hộp mình để dành quá. Ngon. Ừ. Cậu á, tính ra con cà nước thôi đó. Uống hết này, nữa giờ lấy đá uống thêm. Mình ăn ít thôi, mình không dám ăn nhiều, tại vì sáng giờ mấy chị em mình cũng chưa ăn cơm, ăn bị đói không á. Cho nên là thôi ăn nhiều thôi, chiều mình ăn nữa. Thì video tới đây thì hai chị em mình xin khép lại nha. Hương Nguyệt xin cảm ơn bà cô chú anh chị bạn xem hết video. Nói chuyện con miếng trẻ. Cả nhà ơi, video hay nhớ like, đăng ký, nhấn chuông, ủng hộ mấy chị em Thu Nguyệt nhiều clip mới. Hẹn ông bà cô chú anh chị bạn clip sau. Xin chào.